trong cơn hoạn nạn này? Và ở đâu nghĩa cử tương thân tương ái của người Việt Nam, nghĩa đồng bào của chúng ta cũng thắm đượm? Cả nước đang cùng hướng về miền Trung, lo lắng cho đồng bào đang gồng mình vượt qua cơn mưa lũ. Vào thời điểm này, thì phóng viên thời sự đã nhanh chóng tiếp cận những người dân thuộc các xã của huyện Lệ Thủy, địa bàn ngập sâu nhất của tỉnh Quảng Bình, để giúp khán giả có cái nhìn cận cảnh về cuộc sống khốn khó của người dân nơi đây. Không còn thấy gì ngoài những mái nhà nhô trên mặt nước. Nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn của những người dân ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bà Thọ và hầu hết người dân ở vùng lũ nơi đây đã phải trải qua nhiều ngày sống như thế này. Tên ta đi ngồi trên ghế, trên râm đi. Tức là ngay ở cái mái nhà này luôn phải không ạ? Ngay mái nhà đi luôn. Ôi, ngay mái nhà luôn, đứng đây đi. Thế cái điều kiện ăn uống giờ của... Ăn uống là nhìn ngay qua, chứ không ăn gì hết, uống có điện ra, có gì hết. Nhà em có 7 người à, có trẻ em nè, có ba chị vừa mới sinh mới trong 1 tháng nè. Người trong nhà, người đóng toàn bị lọc nhớm, thì sinh nhớm dọc đường. Mùa lũ cũng là mùa của những mất mát phủ trùm lên khúc ruột miền Trung. Hầu hết người dân các xã ở huyện Lệ Thủy chỉ trông chờ vào thực phẩm cứu trợ, đặc biệt là thiếu nước uống. Tính đến thời điểm hiện tại, các nguồn cứu trợ của tỉnh, huyện và các đoàn chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% nhu cầu thực phẩm, nước uống của người dân. Bên cạnh đó, xã cũng không đủ xuồng nhỏ để đi vào từng hộ dân phát đồ cứu trợ. Có thể thấy người dân thì thiếu thốn đủ bề, nhất là lương thực thực phẩm cùng nước sạch. Nhưng không phải là địa phương không đủ nguồn nhu yếu phẩm để tiếp tế, mà điều kiện thời tiết lúc này quá khắc nghiệt khiến cho công tác cứu hộ cứu nạn gặp muôn vàn khó khăn. Cũng tại Quảng Bình, các lực lượng chức năng cùng với người dân ở những vùng ít thiệt hại đang chạy đua với thời gian để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và của cho người dân vùng ngập lũ. Cano, xuồng máy, các lực lượng chức năng ở huyện Lệ Thủy đã hoạt động hết công suất, tỏa đi các vùng ngập nặng, đưa người dân bị kẹt trong các ngôi nhà ngập nóc tới nơi an toàn. Có ai nhà không? Những hoàn cảnh gia đình nước ngập đến nóc nhà như này ở huyện Lệ Thủy hiện nay đang rất nhiều. Và từ đêm hôm qua cho đến bây giờ, các chiến sĩ biên phòng vẫn chưa được ăn uống gì. Rất nguy hiểm. Con tôi điền ra nói sáng nay hoặc trưa nay là các em tới, cho nên tôi cũng yên tâm. Và cảm ơn các em đã tạo điều kiện cho tôi di rời. Ngư dân ở các xã ven biển của huyện Lệ Thủy đã kéo thuyền lên bờ, đưa vào vùng giữa của huyện, lao vào dòng nước lũ cùng chia lửa với công tác cứu hộ của các lực lượng chức năng. Nước lũ hiện vẫn chưa có dấu hiệu xuống. Các lực lượng cứu hộ thêm một đêm đắm mình trong mưa lũ. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã minh chứng cho một tinh thần của người Việt Nam. Người dân còn hiểm nguy thì công an, bộ đội không thể ngồi yên. Bất chấp sự hiểm nguy, nước lũ dâng cao, chảy xiết. Trong những ngày vừa qua, lực lượng bộ đội và công an vẫn đang tìm đủ mọi cách bám sát địa bàn, vùng lũ để đưa người dân đến nơi ở an toàn. Tình quân dân trong mưa lũ càng được siết chặt, keo sơn, gắn bó hơn bao giờ hết. Dù đã có những hy sinh, mất mát trong quá trình phòng chống thiên tai, bão lũ, nhưng không phải vì thế mà lực lượng chiến sĩ bộ đội công an chùn bước trước khó khăn, mà luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Nhưng được tin có hai cụ già neo đơn đang bị nước lũ cô lập và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, các lực lượng chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lại cấp tốc lên đường ứng cứu. Sau gần 1 giờ đồng hồ, các chiến sĩ đã tiếp cận và đưa ông Thiếp, bà Lan đến nơi an toàn. Linh lên nha, nhưng mấy nữa là cảm nghĩ mình là một đôi á, là bố là giúp đỡ để mà đưa ông bà là về nơi an toàn. Mấy nhớ là đôi cứu hộ cứu nạn hồ giúp ra đây, mà chứ trong thủ nó đang có nhiều hoàn cảnh là đang bị mắc kẹt lắm ạ.
mưa lớn, hồ kẻ gỗ xả tràn khiến nước lũ lên nhanh. Hàng nghìn hộ dân vẫn đang bị cô lập trong lũ. Có những người dân bị bệnh nằm liệt giường, nếu không được ứng cứu kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong suốt 2 ngày qua, hơn 7.000 hộ dân với hơn 20.000 nhân khẩu đã được các chiến sĩ sơ tán đến nơi an toàn. Chúng tôi phải làm liên tục và nói chung là đã di dời được rất nhiều hộ gia đình ở cái vùng trọng yếu ra khỏi cái khu vực là nguy hiểm. Đã gần 2 ngày dằm mình trong nước lũ, nhưng với các chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng Hà Tĩnh vẫn bám chắc địa bàn vùng lũ. Từng cụ già, em nhỏ lần lượt được đưa đến nơi an toàn. Với cái phương châm là kịp thời, hiệu quả và đảm bảo an toàn, cho nên là bộ chỉ huy đã triển khai một cách đồng bộ, tổ chức ngay sở chỉ huy tại Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên để điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu trên cả hướng. Nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, ngoài kia vẫn còn rất nhiều hộ dân đang bị cô lập và chờ đợi được các chiến sĩ ứng cứu. Công việc này có thể sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Chắc hẳn khi theo dõi những hình vừa rồi, mỗi chúng ta đều mong muốn dù ít dù nhiều cũng đóng góp sức người sức của mình để cùng hướng về miền Trung. Và lúc này, quý vị có lòng hảo tâm có thể ủng hộ tại những địa chỉ sau đây. Thứ nhất là Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh, thành phố hoặc mạng lưới tình nguyện miền Trung, miền Nam thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.